Chào các bác, hôm nay em lại giới thiệu đến các anh chị một cái cây trầm hồng, chính là một cái cây giả hạt. Giả không? Cái này thì có từ rất là lâu. Đấy, cái này thì với cái cây Hawaii trắng, Hawaii hồng, sai bông rất là to. Thì em cũng giới thiệu sơ qua và những cái đặc điểm, đặc trưng riêng của nó đến các anh chị cùng xem và tham khảo và có thể sưu tầm những cái dòng cây trầm này. Đấy. Cây này thì sai bông rất là lớn, cánh hoa to và môi hoa ống kiểu dạng giống cây kèn này. Đấy, giống cây hoàng thảo kèn. Đấy, cánh to, sai bông to, cánh hơi nhăn nhau, quăn như hoàng phi hạt. Đấy, quăn như hoàng thảo xoắn ấy. Đấy, là cái bông trầm hồng. Cái này thì được cái nó rất là thơm. Cái này cây Hawaii ngày xưa hay gọi là đấy, cái trước gọi là cây Hawaii đấy. Đấy, cây trầm hồng này, cây trầm hồng này bông rất là to, nhưng cánh hoa nó xấu thôi, cánh hoa nó không được đẹp. Cây Đài Loan xưa. Cây này thì nó có cái tỷ lệ nở hoa là khá là ít, nó chỉ nở hoa một chút ở phần ngọn thôi các anh chị nhé. Còn cái gốc của nó rất là dài, đây nhìn cái đoạn thân nó dài này. Đấy, đây là một cục gỗ ghép, thân nó dài khoảng tầm hơn 1 mét, dài khoảng 1,2 mét, nhưng cái tỷ lệ hoa của nó thì nó chỉ tầm một chút thôi, hoa nó chỉ tầm khoảng chắc được tầm 15 cm, 20 cm gì đó ở phần ngọn. Đấy, các anh chị thấy không ạ, rất là ít hoa, rất là ít hoa. Đấy, đây là tổng thể chiều dài của một cái thân cái cây trầm hồng ấy các anh chị. Đấy, khi các anh chị thấy thân nó dài như này thì rất là ít hoa đúng không? Cái tỷ lệ hoa này của nó là năm nay là hơi ít so với lại cái tối đa trăm của nó. Như những cái cây này thì anh chị có thể là hoa chiếm khoảng 30% chiều dài của thân. Ví dụ thân dài 1 mét thì có thể là 30 cm thì nó sẽ có hoa. Đây là một cái cây dài nhưng hoa nó hơi ít, bởi vì trăm năm nay là hơi kém. Như là cái cục gỗ này thì nó là một cái trong những cái trăm nó tốn nhiều thời gian và cần phải biết trăm hơn thì mới chăm sóc nó mới tốt và mới nhiều hoa được. Còn cái em sẽ nói sơ qua về cái thân mầm của cái cây này. Thân mầm của nó thì nó là xanh sạch. Cây hồng hay cây trắng nó giống hệt nhau. Đấy, cây hồng cây trắng nó giống hệt nhau. Cái thân khi mà thân nó già đi á thì cái thân này, cái thân này thì của cái cây hồng nó sẽ lên màu tím. Còn thân của cái cây trắng nó vẫn là màu xanh. Còn cây hồng này nó sẽ lên thân già này nó màu tím. Còn khi mà nó vẫn còn những cái bọc trắng như này thì chúng ta không thể nhận biết được các bác. Đấy, các anh chị sẽ rất là khó để nhận biết được màu trắng với màu hồng. Đấy. Còn đây là cái thân lá của nó. Cái thân lá này của nó thì nó cũng không khác gì một cái cây trầm trắng cả. Trầm trắng hay trầm tím thì thân lá nó như nhau. Với những cái thân lá như thế này thì cây trắng với cây tím nó đều nó xanh sạch nên là nhận biết nó sẽ rất là khó. Bản thân em cũng không thể nhìn nhận được là cái đấy là nó trắng hay tím cả. Nếu như khi không có hoa. Thân của nó xanh sạch cái này. Nó xanh sạch cái này. Xanh sạch. Nhiều khi có nhiều anh chị cũng có thể là mua nhầm từ cái cây phi điệp sang cái cây này. Cái cây long tu, cây này sang cây phi điệp. Bởi vì thân lá rất là xanh sạch, mọi người cần lưu ý. Cây này nó không khác thì thân lá nó cũng rất là giống phi điệp. Nó có cái là hàng công nghiệp thì trông nó có chất gì đó hơi riêng, hơi khác một chút. Nuôi gỗ nên là cây nó cũng phát triển nó cũng chưa thực sự được tốt lắm. Thân nó chỉ dài hơn mét thôi. Còn tỷ lệ hoa của nó thì đấy là phụ thuộc vào trăm các bác nhé. Nó có thể là sẽ có giò nhiều hoa, giò ít hoa, phụ thuộc vào trăm. Cắt nước và ánh sáng ở vị trí của từng giò. Quan trọng là cái mầm lên tầm này nó có phát triển tốt là được. Chỉ sang năm là sẽ các bác sẽ có một cái giò nó khỏe mạnh và nó sẽ có hoa. Bởi vì dòng hồng này thì nó không nhiều hoa lắm. Nó không nhiều hoa như là những cái cây giả Pháp hay là giả hạc Thiên Cung hay là cái giả hạc hoa hồng đỏ đâu. Những cái dòng trầm này thì hoa nó ít hơn. Cái trầm công nghiệp. Đấy, đây là hoa của nó.
hoa của những cái cây trầm này, dù là cây trắng hay cây hồng, thì nó cũng đều sai bông rất là to. Bông của nó to như cái bát con ấy, nó khoảng tầm 8 đến 10 cm, có thể là to hơn. Bởi vì là nhiều khi là có những cái bông khi mà cánh nó chưa bị quăn ấy thì nó to hơn, còn khi mà nó quăn rồi thì trông nó bé hơn. Nhưng sai bông là được cái là sai bông rất là to, sai bông to lắm, sai bông khoảng tầm chục sen, hơn chục sen này đây, để sao dùng rất là to này, cái nó to khoảng mười mấy sen, hai cánh này của nó tầm hơn chục sen, rất là to. Thì trên cái bông hoa này của nó rất là dễ nhận diện. Bông hoa của nó là cánh một tím hồng, mắt của nó này nó cũng có mắt. Đây là cái mắt của nó. Nếu mà nhìn chi tiết đúng không? Nhưng cây này thì anh chị chơi này, chủ yếu là mình chơi rực rỡ nhiều hoa hương thơm thôi. Chứ còn chi tiết của bông hoa thì nó không có gì đặc sắc quá. Bởi vì nó cũng có bộ cánh rất là to, chùm hoa to. Chùm hoa của nó phải rộng khoảng gần 20. Chùm hoa của cái bông này. Đấy, các bác nhìn. Rộng, cái chùm hoa nó rất là lớn. Chùm hoa rất là lớn. Sai bông rất là to. Cái này là cái là bông to. Sai bông to, chùm hoa lớn và cũng tương đối nhiều hoa. Và rất là thơm. Thì cái này anh chị chơi nó cái rất là đẹp. Đây là cây trầm hồng. Thì giới thiệu với các anh chị và các bạn là như vậy. Các anh chị có thể tham khảo và tìm hiểu thêm để sưu tầm những cái cây hoa lan cho được phong phú và khu vườn nhà mình. Cảm ơn các bác, xin chào tất cả các anh chị và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Xin cảm ơn.